Camera sau mà đúng rồi. Vậy luôn à? Em có quay không? Không, để chị. Ê. Đang livestream rồi các chị em. Xin chào các bạn. Tôi Duy đang cầm trong tay cái CD Lỗi Yêu Thương của Duy. Và hiện tại thì CD được bán tại 70 Lửa Gia, công ty Quad Entertainment. Và có rất là nhiều bạn fan đã đến để mà mua đĩa. Nhưng mà hôm nay thì rất là bất ngờ là sẽ có Duy. Duy đang ngồi ký tặng ở đây và có một bạn đến và Duy quyết định là sẽ đích thân Duy sẽ mang chiếc đĩa này xuống để mà có thể tặng để có thể là giao cho người bạn file đó, và Duy cũng sẽ đích thân ký tên lên đây. Không biết là bạn ấy sẽ có phản ứng như thế nào, thì bây giờ mời các bạn hãy cùng theo chân Duy nhé. Ta da, hồi hộp quá, Duy không biết là bạn ấy sẽ như thế nào đây. Ai sẽ là người liên lạc cái bạn đó, tại vì mình xuất xuống biết, tôi biết ai đúng không? Cái số phone của bạn đó. Đây các bạn thấy là CD rất là đẹp ha. Đó. Đây, có tới 64 trang. 64 trang là đủ của Duy. Ngoài đây có một cái lời mà Duy viết tay, cái lời cảm ơn Duy viết tay đó. Là hai CD đúng không? Mang hay mang ra? Không, tới hai bạn lận. Trời ơi, không biết là cứ đưa lên thôi. Cái này ký trước, cái này bỏ bọc là ký trước. Ký rồi sao? Anh muốn tự ký mà. Thì lấy đi. Cứ nói đi. Tại em muốn thích lên thôi. Nhanh xe máy. Ấy giờ thằng máy tới. Ồ, anh sáng đủ. Để thêm ra đây thì anh ra cái đồ này. Đó. Đủ chưa? Đủ chưa? Rồi giới thiệu lại. Đó. Đây, thay cầm trong tay CD nha các bạn nha. Đó. Mấy người xem rồi, 1.000 người. Wow. Đó. Và các bạn ơi, các bạn phải giữ bí mật cái việc này nha. Nhưng mà chút phải đem CD xuống chứ. Ok. Các bạn không có được nói là thanh Duy đang làm chuyện này để gây bất ngờ cho cái bạn fan của Duy đang ở dưới nha. Mình đang như cũng hồi hộp. Chú có nói là chú xuống sang bên kia không? Có đúng không? Let's go. Lan ơi, nhớ gọi Trúc mang đĩa xuống nha. Tại vì tới hai bạn đến mua lận. Đâu, bên nào? Thank you.
máy không? Cánh gửi tiền, các em hãy qua thu tiền. Ok, thôi nói là có hai bạn lận mà đúng không? Cái này là trai đang lận. Ok, mình còn một bạn khán giả nữa, các bạn hãy chờ xem nha. Cảm ơn Khánh Phương nhiều nha. Em có thể nói cho các bạn cảm giác của em bây giờ được không? Em không biết nói gì hả? Giờ có bất ngờ không? Để qua điện thoại. Có điện thoại không? Mấy em cũng không có điện thoại luôn đúng không? Không mang điện thoại xuống đúng không? Em chụp và gửi cho bé này tí nữa nha. Mấy bạn xin con tắt của em để gửi mọi người nghe. Okay. Em qua đây, qua đây. Người sáng. Còn qua đây. Đây cũng là một bạn khán giả may mắn. Ủa em thấy anh em cũng bất ngờ. Dạ có. Sao em không có phản ứng gì chân vậy? Ôm ngay lại đi. Ừ. Cảm ơn chú nha. Cảm ơn em. Bye bye. Thank you. Đây hôm nay là em là một khán giả rất là may mắn, bởi vì là mình bất ngờ là có anh ở công ty. Cho nên là anh đang ký đĩa để chuẩn bị cho tập 8 ngày mai. Và em đến đây thì hôm nay phải nói là mình rất là có duyên với nhau, cho nên anh sẽ thích hơn, anh sẽ ký tặng cho em. Cảm ơn. Dạ em không nhiễm quên hơn bạn. Ok. Dạ em cảm ơn. Đẹp không? Dạ đẹp. Đây, các bạn ơi, đây là CD Trái Tim Nhân Mã, gồm một CD nha. Và sẽ có 64 trang in hình Thanh Duy. Và lời bài hát rất là đẹp, rất là hấp dẫn đúng không nào? Cảm ơn em một lần nữa nha. Dạ. Và không biết phải nói, em nói cảm xúc của em bây giờ cho các bạn nghe đi. Dạ, vui. Vui thôi hả? Thấy mình giống nhân vật ở trong MV không? Sao vậy? Thôi nói chung thì cảm ơn em rất là nhiều. Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ Thanh Duy với cái CD này nha. CD Trái Tim Nhân Mã, chỉ với 120.000 đồng thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở một dịp nào đó. Xin chào.